Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin Sống khỏe cùng Medlatech, được phát sóng định kỳ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube Bệnh viện Đa khoa Medlatech. Bản tin của chúng ta ngày hôm nay có những nội dung chính sau đây. Bé trai 4 tuổi chỉ có một quả thận do mắc bệnh hiếm. Đột ngột ngừng tim khi đang chơi bóng chuyền. 3 người nguy kịch vì ngộ độc methanol. 3 tháng điều trị biến chứng hô hấp nặng cho trẻ 3 tuổi mắc cúm B. Các biện pháp phòng cúm B. Bé trai 4 tuổi chỉ có một quả thận do mắc bệnh hiếm. Bé trai 4 tuổi nặng 10kg, nhập viện do bụng căng cứng, trướng, đi vệ sinh ít. Siêu âm chỉ thấy có một quả thận, quả còn lại teo nhỏ. Bố bệnh nhân cho biết trẻ sinh ra đã bị trướng bụng, song chưa từng đi kiểm tra. Đầu tháng 11, gia đình được khuyên xuống bệnh viện sản nhi tỉnh kiểm tra. Kết quả siêu âm cho thấy trẻ chỉ còn một bên thận, có biểu hiện suy thận, ứ nước, nghi u thận. Do tiên lượng bệnh nhân nặng, các bác sĩ đã dẫn lưu thận cấp cứu rồi chuyển trẻ xuống bệnh viện E Hà Nội phẫu thuật. Tiếp nhận bệnh nhân, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Liên, trưởng khoa phẫu thuật thận tiết niệu và nam học cho biết trẻ mắc bệnh lý thận bẩm sinh khó và hiếm gặp. Bệnh nhân bị đa dị tật hệ tiết niệu, một quả thận bị teo nhỏ bẩm sinh không còn chức năng. May mắn ca phẫu thuật thành công, bệnh nhân đi vệ sinh bình thường, tình trạng suy thận giảm nhẹ. Tuy nhiên, bé trai khó hồi phục như người bình thường. Đột ngột ngừng tim khi đang chơi bóng chuyền. Bệnh nhân nam, 56 tuổi, cấp cứu tại khoa cấp cứu và hồi sức tích cực Bệnh viện Đại học Y Hà Nội ngày 20 tháng 12. Các bác sĩ chẩn đoán người đàn ông bị nhồi máu cơ tim cấp. Người nhà cho biết bệnh nhân có tiền sử khỏe mạnh nhưng thường xuyên hút thuốc lá. Kíp trực tiến hành hàng loạt các biện pháp cấp cứu, hồi sinh tim phổi, ép tim, sốc điện, đặt ống nội khí quản, dùng thuốc chống loạn nhịp cho người bệnh. Sau 15 phút, bệnh nhân có mạch trở lại, tự thở, tiếp tục đánh giá huyết động, đo điện tim, siêu âm tim cấp tại giường. Kíp quyết định can thiệp mạch vành, tái thông huyết khối, gây tác động mạch vành trái. Sau can thiệp, bệnh nhân được chuyển về phòng hồi sức tích cực, hạ thân nhiệt đến 33 độ C để bảo vệ não, song song với kiểm soát các chỉ số sinh tồn khác. Hiện ý thức người bệnh đã có dấu hiệu phục hồi, tỉnh táo hơn. 3 người nguy kịch vì ngộ độc methanol. Sau 2 ngày uống rượu không rõ nguồn gốc, 3 người phải nhập viện do đau đầu, mờ mắt, tiếp xúc chậm. Khoa ICU, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh đã tiếp nhận liên tiếp 3 trường hợp bệnh nhân nam bị ngộ độc methanol do uống rượu không rõ nguồn gốc. Sau thăm khám lâm sàng và kết hợp cùng kết quả cận lâm sàng, các bác sĩ tiến hành hội chẩn chuyên khoa, thống nhất chẩn đoán ngộ độc rượu methanol, tăng men gan, rối loạn nước, điện giải, suy thận. Cả 3 bệnh nhân đều đang trong tình trạng nguy kịch, sau 4 giờ điều trị tích cực, 3 bệnh nhân đều phục hồi tốt, qua khỏi tình trạng nguy hiểm. 3 tháng điều trị biến chứng hô hấp nặng cho bé 3 tuổi mắc cúm B. Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Phùng Nguyễn Thế Nguyên, trưởng khoa hồi sức nhiễm Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bệnh nhi là bé THT, 3 tuổi, nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Những ngày đầu tháng 10, bé T Tây Ninh được điều trị tại khoa hồi sức nhiễm Bệnh viện Nhi đồng 1. Trẻ sốt cao 2 ngày đến ngày thứ 3, co giật toàn thân. Khi nhập viện, trẻ bị hôn mê, suy hô hấp và được thở máy. Các xét nghiệm ban đầu cho thấy bạch cầu máu tăng cao, tổn thương gan nặng, toan hô hấp và cả chuyển hóa. Trẻ trải qua 40 ngày thở máy và 10 ngày lọc máu, tổn thương đa cơ quan, trong đó trẻ tổn thương phổi nặng. Từng ngày, các bác sĩ phải điều chỉnh từng chút, chắt chiu từng cơ hội, áp dụng tất cả các biện pháp hỗ trợ. Sau 90 ngày điều trị, bệnh nhi từng bước cải thiện dần, từ hô hấp, chức năng gan, thận và tri giác. Các biện pháp phòng cúm B. Phần lớn, bệnh cúm B nhẹ tự khỏi, tuy nhiên virus cũng có thể gây biến chứng nặng đối với các nhóm đối tượng có sức đề kháng yếu như trẻ em dưới 5 tuổi, trẻ có các bệnh mãn tính, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người bị suy giảm miễn dịch. Cúm B lây truyền qua đường hô hấp và tiếp xúc, do đó biện pháp phòng bệnh là giữ khoảng cách xa tối thiểu 1 mét với những người có triệu chứng mắc cúm, thường xuyên rửa tay sạch bằng xà phòng và nước hoặc dung dịch sát khuẩn trước khi chạm vào mắt, mũi, miệng. Sử dụng khăn giấy khi ho và hắt hơi, vứt khăn giấy vào thùng rác đúng quy định. Làm sạch các bề mặt, dụng cụ thường xuyên chạm vào. Không cho trẻ dùng chung các vật dụng như cốc uống nước, thìa, đồ chơi. Nếu trẻ có các triệu chứng của bệnh cúm, nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để khám, tuân thủ cách ly và điều trị.